lộ diện kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Haiti. Cảnh sát Haiti đã bắt giữ một trong những kẻ chủ mưu vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles ngày 11 tháng 7 thông báo Cristian Emmanuel Sanon, một bác sĩ từ bang Florida của Mỹ, đã bị bắt. Ông Charles nói rằng hai người khác có liên quan đến việc chủ mưu vụ giết người đang bị truy lùng. Đây là đối tượng đến Haiti bằng máy bay tư nhân với mục đích chính trị. Ông Charles cho biết thêm, theo thông tin được cung cấp tại cuộc họp báo, Sanon, 63 tuổi, đã đến Haiti vào tháng 6 cùng với một số người Colombia. 18 người Colombia đã bị bắt kể từ ngày 7 tháng 7. Sau khi thẩm vấn các đối tượng này, cảnh sát Haiti biết được rằng Sanon đã tuyển 26 thành viên trong nhóm sát thủ thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moïse thông qua một công ty an ninh Venezuela có trụ sở tại Florida tên là CTU. Khi cảnh sát chặn đường tiến của nhóm sát thủ này sau khi chúng phạm tội, người đầu tiên mà một trong những kẻ tấn công gọi điện là Charles Emmanuel Sanon, ông Charles nói. Anh ta đã liên lạc với hai người khác mà chúng tôi cho là chủ mưu của vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse, ông Charles nói, nhưng không tiết lộ danh tính của hai nghi phạm khác. Sanon, người gốc Haiti, đã sống ở Nam Florida, Mỹ hơn 20 năm. Báo Miami Herald đưa tin, Sanon hiện là người thứ ba ở Florida bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moïse. Hai nghi phạm khác được xác định danh tính là James Sola và Joseph Vincent đã khai với các nhà chức trách Haiti rằng vụ ám sát là một phần của âm mưu đưa Sanon lên làm Tổng thống Haiti. Các nghi phạm cho biết kế hoạch của họ không phải giết Tổng thống Moïse mà bắt ông theo lệnh bắt vào năm 2019 rồi đưa đến xin Tổng thống, đưa Sanon sẽ thế chỗ. Sola từng được thuê làm vệ sĩ trong thời gian ngắn tại Đại sứ quán Canada ở Haiti, trong khi Vincent từng sống ở Miami. Các nhà điều tra tin rằng Sanon có liên hệ với một công ty an ninh Venezuela có trụ sở tại Mỹ. Công ty này được cho là đã chiêu mộ các sát thủ Colombia, những người đang bị buộc tội ám sát Tổng thống Haiti. Trong cuộc phỏng vấn hôm 10 tháng 7, cảnh sát trưởng Haiti Leon Charles nói rằng âm mưu ám sát liên quan đến hai người Mỹ gốc Haiti và một bác sĩ nổi tiếng ở đó, nhưng không nêu tên Sanon. Tôi có thể nói rằng bác sĩ Haiti đã chiêu mộ nhóm sát thủ. Những người này đã đăng ký một nhóm công dân Colombia để hành động, ông Charles cho biết thêm. Trong Miami Herald, Sanon có hơn 10 doanh nghiệp đăng ký tại Florida trong những năm qua, bao gồm các công ty dịch vụ y tế, năng lượng và bất động sản, nhưng hầu hết hiện được liệt kê là không hoạt động. Sanon tự nhận mình là một bác sĩ, nhưng Miami Herald không thể xác định được tên Sanon trong danh sách được cấp giấy phép hành nghề ở Florida. Hồ sơ cho thấy Sanon nộp đơn phá sản vào năm 2013 ở thành phố Tampa và bị xiết nợ một ngôi nhà ở hạt Ybor với tổng số nợ hơn 400.000 USD. Các thành viên của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã đến Haiti hôm 11 tháng 7 để hỗ trợ cuộc điều tra về vụ ám sát. Theo nhà chức trách Haiti, nhóm sát thủ gồm 28 thành viên đã xông vào nhà của Tổng thống Moïse vào đêm 7 tháng 7 và nổ súng vào vợ chồng ông. Tổng thống đã thiệt mạng, trong khi vợ ông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện ở Miami để điều trị.